Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là chủ nhật thì nhân tiện là Hà Nội lại đang có một cái đợt trở gió lạnh thì mình cũng ngồi nghĩ xem là mình sẽ làm cái clip gì. Vì cái review thị trường thì đợt này mình cũng chỉ có theo mỗi một sản phẩm đó là vàng thôi. Nên là các clip phân tích vàng của mình thì mọi người đã biết rồi. Các anh chị có thể xem lại trong các clip trước. Còn làm gì tiếp theo thì những sản phẩm khác thì mình cũng không có thời gian để mình phân tích nhiều. Nên hôm nay mình nảy ra một cái ý tưởng, đó là mình chia sẻ một số cái tiêu chí cơ bản để cho những anh chị và các bạn, những anh chị nào mà đang chơi, đang có một hệ thống giao dịch riêng rồi nhưng mà lại đang cảm thấy là bất ổn, thì mình chia sẻ một cách để các anh chị và các bạn tự kiểm tra cái hệ thống giao dịch của chính bản thân các anh chị và các bạn. Thì cái cách này mà bản thân mình, khi mà mình tự test và tự kiểm tra, tự trải nghiệm á, thì mình phát hiện ra rất nhiều lỗi trong cái hệ thống của mình, rất nhiều lỗi luôn. Và từ những cái lỗi đấy thì tự nhiên mình phát sinh một cái vấn đề, đó là mình không vào lệnh nữa. Vậy lý do tại sao mình chẳng thấy có lý do nào để mình vào cả. Nó khổ như vậy đấy. Nên là chẳng biết nói kiểu gì. Tín hiệu thì nhiều, nhưng mà nghi ngờ các cái tín hiệu đó luôn. Nghi ngờ chính cái hệ thống mình đang có. Nhưng cũng chính cái quãng thời gian đấy thì tự nhiên nó làm cho mình chững lại, chậm lại. Và nó chính là tiền đề cho cái bước cho đến sau này và cho đến hiện tại. Gần như là cái hệ thống phân tích của mình nó đã đi vào một cái độ ổn định nhất định. Mọi người có thể là kiểm tra review trên các clip phân tích của mình, hoặc là có thể liên hệ và nói chuyện với những anh chị em mà hay tương tác với mình, những anh chị mà mình có hướng dẫn, thì mọi người có thể là biết được nhiều hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiêu chí đầu tiên. Cái tiêu chí đầu tiên, tiêu chí này nó gắn với lại một cái câu nói mà chúng ta hay nghe ở trên mạng, đặc biệt là nó được coi như là một cái kim chỉ nam trong giao dịch. Đó là câu nói gì? Chính là trend is friend, đúng không? Tức là xu hướng là bạn, xu hướng là bạn. Nó dẫn đến là không biết là mọi người có giống như mình không, chứ ngày xưa mình nghe xu hướng là bạn thì luôn luôn mình đi tìm trên biểu đồ, mình đi tìm trên biểu đồ cái xu hướng nào mà thị trường đang diễn ra. Đó, thì trên biểu đồ ở đây thì mọi người thấy là chúng ta cứ mở máy tính lên và nhìn vào biểu đồ, thì chúng ta luôn đi tìm xem là liệu nó đang là xu hướng gì. Thì thông thường á, có một điều rất là dở, đó là khi nó mới bắt đầu một cái xu hướng thì chúng ta không dám vào. Lý do tại sao? Là bởi vì thường là khi bắt đầu một cái xu hướng thì trước đó sẽ là một giai đoạn mà thị trường sideways, đúng không ạ? Rồi hoặc có thể là trước đó thị trường là một xu hướng ngược lại, giả sử như đang là xu hướng lên, thì đến cái điểm mà nó bắt đầu nó đảo chiều để bắt đầu xu hướng xuống thì chúng ta vẫn đang còn bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng lên trước đó. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng xu hướng lên vẫn tiếp tục. Khi bắt đầu một xu hướng giảm, khi kết thúc một xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng lên, thì chúng ta vẫn thường có xu hướng là nghĩ cái xu hướng giảm vẫn còn đang tiếp tục. Nó rất là dở. Dẫn đến là trường hợp như sau, là chúng ta cứ đòi đi tìm xu hướng, nhưng thường là sau khi xu hướng xảy ra rồi và nó đi được một đoạn rồi, thậm chí là nó chuẩn bị kết thúc rồi, chúng ta mới nhận diện rằng đấy là xu hướng và mới dám để vào lệnh đu theo. Và đấy là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cái trường hợp là buy đỉnh và bán đáy, đúng không ạ? Sell đỉnh, xin lỗi mọi người, buy đỉnh và sell đáy. Lúc mình nhận ra cái vấn đề này thì mình thấy là thật là củ chuối. Nên tại sao chúng ta lại vướng phải cái trường hợp như thế? Tự nhiên mình thấy với bản thân mình thì nó khó chịu quá. Thì mình mới bắt đầu là nghĩ đến một cái vấn đề là, vậy thì bạn luôn muốn đi tìm trend, và trend là quan trọng nhất, đúng không ạ? Nhiều người nghĩ trend là quan trọng nhất. Vậy thì mình muốn sâu hơn một chút, vậy thì trend được cấu tạo như thế nào? Thì thông thường chúng ta nếu mà được học, chúng ta sẽ có cái lý thuyết sau đây là đỉnh sau
cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Như vậy là chúng ta thấy riêng có đủ cái điều kiện đấy thì chúng ta sẽ có một chân tăng. Ngược lại là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì chúng ta có một chân giảm. Và điều đấy thì mình phát hiện ra là khi mà cái điều đấy xảy ra thì có khi là thị trường nó đã đi được một đoạn rồi, chen nó đã đi một đoạn rồi. May mắn thì vào được cái trường hợp là nó mới đi vào đến một nửa. Còn nhiều khi là thông thường là mình hay bị vào đến cái đoạn là nó đã hết chen, tức là xuất hiện những cái tín hiệu đấy là nó đã hết chen rồi. Và mình mới bắt đầu vào thì cuối cùng chúng ta bị sấp mặt, là vì sao? Là vì thực tế là thị trường nó không còn chen đấy nữa. Rồi nghĩ mãi thì mình mới phát hiện ra vậy thì tại sao mình không vào được? Câu hỏi đặt ra là tại sao mình không vào được những cái điểm đầu chen? Tại sao mình không vào được điểm đầu chen? Bởi vì những cái điểm đầu chen là mình phát hiện ra là nó chưa đủ điều kiện để cho chúng ta, thiếu cơ sở dữ liệu để cho chúng ta khẳng định được đó là cái nơi kết thúc của cái chen trước đó và bắt đầu cho cái chen mới. Vậy thì yếu tố đấy là yếu tố gì? Các anh chị thấy không? Yếu tố đấy chính là yếu tố về vị trí. Thì mình bắt đầu nghĩ đến vị trí, tại sao cái vị trí này có tính chất là như vậy mà mình lại không nhìn ra? Lý do gì? Lý do gì lại không nhìn ra? Mà chúng ta biết được là nguyên lý thị trường là giá di chuyển do gì ạ? Do mất cân bằng cung cầu. Vậy thì ở những cái vùng bắt đầu cho một trend giảm thì phải là cung tăng, cung phải mạnh hơn là cầu. Ngược lại ở vùng bắt đầu cho một trend tăng phải là cầu phải mạnh hơn cung, tức là cầu tăng. Đúng với lại cái nguyên lý là cung tăng giá giảm, cầu tăng giá tăng, đúng không ạ? Thì rõ ràng tại sao mình không đọc được như thế? Yếu tố nào làm cho mình không đọc được? Tiêu chí nào mình không đọc được? Cái tiêu chí là tính chất vùng giá, có nghĩa là tính chất vùng location. Đó. Thì rõ ràng là khi mà mình bắt đầu chạm đến được câu hỏi đó, tức là biết nghi ngờ được là có khả năng tồn tại một cái tiêu chí, đó là tính chất vùng giá, mà mình không giải quyết được là tính chất vùng giá này như thế nào. Mặc dù biết nó chỉ có hai cái tính chất thôi, là cân bằng cung cầu, là cung mạnh hay là cầu mạnh. Vậy mà cũng loay hoay mãi không giải quyết được các anh các chị nhé. Loay hoay mãi không giải quyết được. Thế thì bây giờ trong clip này thì mình sẽ không đưa ra là mình giải quyết kiểu gì, bởi vì chắc là nhiều người xem clip của mình thì các anh chị cũng đã hình dung được một phần rồi. Nhưng ở đây mục tiêu của mình, thông điệp mình muốn truyền tải trong clip này là các anh các chị hãy bằng cái hệ thống của mình đang giao dịch, mà nếu cảm thấy bất ổn thì các anh chị tự trả lời cái câu hỏi đấy của mình xem, tự là giải quyết cái vấn đề mình vừa đưa ra đó xem. Tức là hệ thống của anh chị có nhận diện được trend hay không? Nếu nhận diện được trend thì là nó có hiệu quả hay không? Và cái xác suất hiệu quả là như thế nào? Và có nhận diện được cái tính chất của vùng giá không? Nếu như mà chưa nhận diện được, bản thân các anh chị không trả lời được cái đó thì có nghĩa là hệ thống của mọi người đang sử dụng là nó có vấn đề. Hệ thống đấy là có vấn đề. Vậy thì tự giải quyết vấn đề đấy như thế nào? Thì đây chính là cái quá trình mà mình mày mò thôi. Đây chính là quá trình mà mình mày mò. Thì mọi người, mình cũng thông qua clip này cũng mong muốn mọi người là tự mày mò xem là nó giải quyết ra sao nha. Đó, đấy là cái tiêu chí đầu tiên này, trend is a friend. Và với mình thì trend is a friend không phải là quan trọng nhất, mà là yếu tố cấu tạo nên trend, vị trí là quan trọng nhất. Đó, nên là thông qua cái chia sẻ cá nhân của mình như thế thì mọi người thử soi lại với hệ thống của mọi người xem sao nha. Góc nhìn của mình là mình thấy là có vẻ là khác biệt hơn so với nhiều người, bởi vì ai cũng nói là xu hướng là bạn thế này thế kia, nhưng mà mình thì nó không phải là quan trọng nhất, mà vị trí mới là quan trọng nhất. Tất nhiên là còn có tiêu chí cao hơn vị trí nữa, nhưng mà cái đấy thì mình sẽ chia sẻ trong các clip sau. Còn clip này thì chưa, mình chưa nói hết được. Cái yếu tố thứ hai, một cái câu hỏi nữa dính đến trend luôn, dính đến xu hướng luôn các anh chị nhá. Tiêu chí thứ hai đó là khi mà các anh chị muốn vào bắt đầu một cái lệnh vào mà các anh chị dự đoán trend á, thì các anh chị thử đặt câu hỏi nào, vậy cái trend phía trước kia đã dừng lại hay chưa, đã đến thời điểm dừng hay chưa? Thì để trả lời được câu hỏi này thì có nghĩa là các anh chị sẽ phải tìm rất nhiều cái dữ liệu để làm sao chứng minh được rằng cái hệ thống của anh chị cho rằng là như vậy là đã hết trend. Và ít nhất hết trend thì là anh chị sẽ không gì ạ, không đu theo cái trend đó nữa. Đi ngược lại hay không mình chưa biết. Giả sử như là mình đọc là trend giảm này có khả năng hết rồi, thì cái điều đầu tiên mình sẽ làm được là gì ạ, là không sell nữa.
buy được hay không thì chưa biết nha, nhưng ít nhất là không sell, dừng cái việc sell tiếp lại là đã ok lắm rồi. Giai đoạn tiếp theo thì mới tính đến cái việc là có buy được hay không đó. Hoặc ngược lại là nếu như mà trend tăng mà các anh chị thấy được là nó hết trend rồi thì ít nhất là không mua nữa. Còn sao ạ? Bán được hay không thì chưa biết, sell được hay không chưa biết, nhưng ít nhất là không mua nữa đã. Thì yếu tố nào, cơ sở nào để cho các anh chị kết luận được rằng là cái trend trước đó đã hết rồi? Chỉ cần hai cái tiêu chí này dính hai cái câu hỏi này mà các anh chị đặt được ra, đấy chính là vấn đề của chúng ta cần giải quyết với mỗi một hệ thống giao dịch. Và vấn đề này thì là mới là vấn đề cốt lõi ở cái mình gọi là thế nào nhỉ, mới là phần đầu tiên thôi nhá, phần đầu tiên để mọi người giải quyết cái hệ thống giao dịch của mình làm sao nó cho cái xác suất cao nhất thôi. Thì clip này mình làm là muốn chia sẻ hai cái tiêu chí như vậy, hai câu hỏi đơn giản như vậy để các anh chị tự kiểm tra hệ thống của mình. Rồi, trong quá trình tự kiểm tra hệ thống đấy mà các anh chị phát hiện ra là bản thân mình có lỗi, tức là tự phát hiện ra bản thân mình có lỗi, thì mình tin là chắc chắn mọi người sẽ tìm được cái lỗi đấy của mình và cách giải quyết. Và nếu như không biết được cách giải quyết, tức là tìm mãi vẫn chưa ra, thì các anh chị có thể là comment để lại ở dưới cái clip này, để lại cái bình luận dưới clip này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người, để căn cứ vào những câu trả lời của mọi người thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình nhận diện. Đó, thì là clip ngày hôm nay thì mình làm nhanh như vậy thôi, cũng cuối tuần rồi và mình biết là mọi người buổi tối cũng sẽ dành thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu. Vậy thì cũng xin dừng clip tại đây và chúc cho anh chị và các bạn, những nhà đầu tư, những người mà theo dõi kênh của mình, một buổi tối cuối tuần thật ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.